kiếm rồi mưa tiếp nữa. Nắng chút xíu vậy thôi, hồi mưa nữa mà. Đây là phải là nắng nguyên ngày kia. Không. Trời ơi, coi người ta vô đây người ta lật nấm nè. Rồi tiêu rồi. Mình mà không có đi vô thường xuyên là người ta nhặt hết rồi. Coi người ta nhặt hết chưa? Người ta lật nấm lên ta. Có nghĩa là người ta tới rồi đó mọi người. Để lại cái chỗ của mình đậy coi còn không. Ồ. Ở đây được có một cái nhỏ xíu à. Về. Lật cái nấm này hả, mình lại mình đụng cái đã rớt cái nắp à. Nhớ không, chỗ này mình đậy nè. Đó hết rồi. Đây nè. Còn không? Đây nè, còn mọi người ơi. Còn. Chưa có ai, nhưng mà nó không lớn ta. Còn. Hen, lâu lớn mới hen rồi nè mọi người. Còn để mình lắm. Ừ, tủ lại giờ đặt ra. À, đây mọi người, bữa mình đẩy giờ vẫn còn chưa có ai tới hết. Chưa có ai thấy hết. Còn nè mọi người, đây nữa nè. Để ốc sên nè, giúp nha. À, quay sợ cái con sên đó nó ăn thôi. Đây nữa nè. Còn đợt nè. Đây nè. Cái ổ nấm nhỏ còn nha mọi người. Đây nữa nè mọi người. Đây, chút người ta vô tâm thôi. Đây. Đây nữa nè. Rồi. À, nay lớn lên được một chút thôi ha. Nhỏ quá, rồi không đủ nóng đó mọi người thấy không? Rồi. Nhỏ không ba. Hả để? Nhỏ nhỏ nè. Hay đợi bự ba. Nó non nhỏ nè. Rồi để mang nhỏ cho. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. 6, lính ra 6 nè. Ồ, thấy chưa, mình không có làm gì hết mà nó rớt hết rồi ba. Mình nhỏ ha. Nấm gì ăn mới ngon. Bữa tụi mình đậy lại mà vẫn còn nha mọi người. Tưởng đâu người ta vô người ta nhổ rồi. Ta thấy là mình cũng không còn đâu. Đâu mà nhổ, không còn đâu để mình nhổ đâu mọi người. Này mà để nó bự là nhiều lắm á nghe bà. Nhưng mà mình để bự chắc không còn để mình nhổ đâu bà. Này giống nó mối quá ha. Cái này không phải nha. Thôi chưa có đủ nắng. Giờ la rồi. À thấy đây nè hả? À đây được một cái nữa. Ôi thúi rồi. Hư rồi. Hư rồi. Còn hả bà? Còn đây nữa hai ba tay mà. Thì sao măng nhỏ không thấy ta? Đây nè, đây một nè. Ôi trời đất ơi, đâu tới. Trời ơi. Thiệt tình mình tự không thấy ta, đâu phải ai cũng thấy đâu. Đây tay nữa, cái cây nấm này là ăn thôi, hết sảy luôn, hết sảy bà bảy luôn, giống như nó mối với bên mình vậy ha. Cái này nhỏ nó nhỏ nhỏ mới lên. Anh này là nó đó hả? Quay nó mới lên. Vậy mà nãy mang tưởng không phải nó. Đây, nó bắt đầu rồi nè, nó nè. Giống nấm nãy bà chỉ măng vạch nè. À, cái này không phải. Vậy này... vậy nãy măng nhổ y chang đó ba. Không, cái kia khác nè. Cái đó khác. Đây có mấy cái hộp dễ ngon. Nằm về mình lấy chứ. Không phải sâu. Nãy giờ mình lấy hộp dễ sâu nhiều lắm ạ. Hộp dễ này ngon. Mình thấy bên đây có mấy hộp dễ ngon quá, mình lụm cái bà. Cái hạt dẻ bự ha.
Rồi đây có mấy cái hạt dẻ nó bự luôn ha. À. Hạt dẻ nhiều làm nhiều món ăn lắm. Wow, bự quá. Đi không nổi luôn. Em ăn lụm con mấy em mà bà, ngon quá bà. Tươi nữa bà. Này, này. Tươi quá chừng luôn nè. Cỏ này nó vô đi. Tâm. Tươi ơi, tươi luôn hả. Trời ơi, nãy giờ là ba lụm á hả? Ba lụm bỏng trong túi. Trong túi. À, đi kiếm nấm. Cái này phải bị coi chừng. Vì cỏ này nhiều lắm. Wow. Qua giòn cho đây coi nấm nè. Quay kiếm đi, nó mang nhặt hạt dẻ. Trời ơi. Này nó xong rồi nè. Chỗ nào mình thấy tươi tươi là mình lụm liền, không có bỏ. Wow, cái này thấy ngon ạ. Cái hộp này bự mà mọi người thấy không, có lỗ rồi sâu nè. Wow, ngon quá nè. Wow, hôm nay đi chơi nhặt hạt dẻ cái đã. Trời ơi, tính này không nhặt á. Mà tại vì hả, nếu mà mình gặp ngon mình nhặt, bỏ uổng quá. Bây giờ là sâu nhiều lắm nha ba. Hơi dễ đó. Wow, ngon quá. Gốc này ngon à ba. Gốc này quá trời nhiều luôn ba. Trời ơi, tính đi mà đi không đành nè. Trời ơi, cái gốc này nhiều dễ sợ luôn á. Mà thấy tương đối tươi nè. Trời ơi, chỗ này nhiều quá. Cái gốc này nhiều thế. Hôm nay mình có đi ngang gốc này chưa ba?
À, đây lần đầu tiên mình đi ngang qua cái gốc hạt dẻ này nè mọi người. Hôm nay không có đi ngang đây. Ôi nhiều ghê á. Tốt tươi nữa nè. Ôi lô lô. Ôi. Thiệt luôn, nhạt mỏi tay luôn. Nãy giờ chưa có đi ra khỏi cái khu cái dòng này nữa. Ủa? Nãy giờ cái chỗ này đi hoài thôi chưa có ra nổi nữa. Trời ơi. Ôi lô. Hạt dẻ đây thấy mê quá này nè. Ui, tốt, tươi, cái đặc biệt là tươi. Măng đi không nở luôn á. Đặc. Ui. Mấy hộp đó. Đứng lên ngồi xuống tập thể dục luôn. Không sao. Đã. Gì ba? Cái đoạn đường này lắm. Trời ơi, nãy giờ đứng có phỉnh chút xíu đây thôi á. Thiệt luôn á, mỏi tay luôn á nha. Ai, đau lưng luôn á. Không đứng lên đứng xuống nè. Trời ơi. Gì có cái chỗ này cái phỉnh chút xíu chỗ này nữa. Ờ lò lò lò. Ờ lò lò. Không thấy trời. Đây, cái phỉnh chút xíu mà. Đụng hoài vậy trời. Ơi. Quá tuyệt vời. Khỏi cần chà đạp gì hết trơn á, nằm ra ngoài đất luôn, mình lụm luôn. Ồ, nó bự à. Nứt ra luôn. Chinh. Rồi. Đi có một phỉnh đấy. Đi ra không nổi luôn. Thôi. Ây da. Thôi đứng dậy đi chứ. Được coi bà. Không bổn hả? Trời ơi, đứng có một phỉnh chút xíu nãy giờ mà nhiêu đây nè mọi người. Khủng không? Tôi. Này nắm gì vậy? Không phải kia làm nữa. Sao ba biết? Không nhổ lên coi. Nhổ lên coi. Giống kia nắm của... Trời ơi, thôi mà. Nè, kia làm kìa. Không được. Ồ, ánh nắng lên nè. Đây thấy có mấy hộp bự nữa nè mọi người. Ngon quá. Đâu vô thử đi. Ở đây được một cái nữa. Đi vô thử coi ba. Trời ơi, cái nấm chân nhám này ngon nè. Ngon à. Chân nhám này ngon lắm. Quá ngon. Nãy giờ được như đây. Kho tiêu ăn được. Trời ơi, hạt dẻ nằm la liệt luôn. Quá trời luôn. Lúc nào cũng còn hạt dẻ, trời ơi, nhiều dữ vậy ta. Nhiều quá chừng luôn á. Ê, hạt dẻ bự quá. Chỗ này bự quá nè. Chờ măng chút đi. Còn chỗ này măng bự lên xếp đi. Bự dưới vậy nè. Trời ơi, mọi người ơi. Bỏ đi đâu có nữa. Bỏ đi không nổ luôn á. Đi. Trời ơi, bự chán luôn. Ồ, đây.
Cho mong mượn cái vỏ vơi nhiều ghê nè ba. Trời ơi, hạt dẻ bự quá. Ồ, này giống mà. Ồ, bự dễ sợ luôn ta. Ồ. Trời ơi, đây nè. Ồ, rồi là tổ chét. Kỳ vậy. Rất bự dưới vậy ta. Nhà mình. Ồ, quá trời. Ồ. Đây. Bà ơi, đây vỏ đâu nữa rồi? Không bỏ vô coi, bự quá nè, gốc này nè. Đây, lượm vài cái nữa coi. Trời ơi, nãy giờ đi có chút xíu. Ôi ơi, gần đây vỏ hạt dẻ nữa chứ. Trời ơi. Này, tại nhiều quá nên lượm mau lắm á. Mau đầy. Quy không có cần phải trà đạp gì hết à. Nằm vậy rồi mình nhặt cho nó mau ha. Coi. Đây này, coi nè. Trời ơi, tự nhiên động tách ra luôn nè mọi người. Mọi người thấy tiếu không? Vui vậy, coi nè. Nè, dễ hơn dễ, tự động tách ra cho mình luôn thấy không? Ở rặng á. Ba đi húi đó đó. Ba hay quá ha. Ba đưa vỏ đi, thật dễ bự quá nè. Trời ơi. Ba vô chỗ này. Đi. Dễ nhiều quá mà đi không nổi, đi không nổi rồi thật dễ. Ồ, để mang nhặt mấy cái hộp này xong rồi qua ra. Quá trời thật dễ luôn. Wow. Kinh hồn ta. Mình đi mình gặp á, thì mình nhặt. Lớn lên mình mới nhặt. Đốt mới rụng nữa. Trời còn rụng nữa ta. Ghê thiệt chứ. Hạt dẻ giờ mùi rồi cho nên nó rụng xuống là nứt luôn ha. Quá trời luôn mọi người ơi.
Không đi vô đây chứ vô đây nhiều lắm nè. Gốc này bự lắm nè. Gốc bự ạ. Trời ơi, nằm quá trời luôn vậy sao chịu nổi trời. Thôi đi đi. Quá sức nhiều. Dễ nhiều quá. Nấm sân tơ hen vàng, chân vàng nè mọi người. Ồ, này mọc quá chừng luôn rồi. Mọc lắm rồi, mưa đang nè mọc. Đây nè, mọc chùm chùm rồi. Nè, đợi nó. Nhưng mà ngắn quá thôi, ai mà nhổ. Ồ, lâu lâu nay mọc quá chừng rồi nè. Cái này chắc thứ bảy lên được ạ. Thứ bảy ok, đây nè. Thứ bảy đi sớm thôi, người ta cũng lụm hết rồi. Cái nấm này nấm gì đen thui đó. Nấm sân hen luôn, ghi. Ê, nấm sân hen mà màu xám. Ồ, nay mọc rồi nè mọi người. Ở trong kia cũng vàng. Trời, đi vô đợt rồi. Đâu? Ở trong. Vậy. Thôi mình đợi lớn đi. Trong, vô trong. Wow. Nó lớn. Vậy. Wow, giờ mọc rồi. Trời ơi, nhỏ nhỏ mọc quá chừng luôn rồi nè. Đây này, con này. Khoan, thứ bảy này được không? Hả? Ba nghĩ thứ bảy nó lên chưa ta? Thứ bảy lên rồi đó, thứ bảy được. Mày mưa nè, nó được. Nhưng mà trong thời gian này nếu được ai đi nha. Rồi, quá trời luôn. Ô, nhóc luôn mọi người ơi. Ôi, dọc đường cái nè. Ây da, nhiều quá. Trời ơi, mọc nè. Đặt trú hết. Ô, đây nè. Ô. Trời ơi. Đứng đỡ, đạp kia, dưới chân đạp. Đạp rồi. Đi sát. Đây. Trời ơi, coi mọc lên như nấm luôn. Trời ơi, ở đây ta đạp rồi nè ba. Ta đạp nát hết rồi nè ba. Ở trong vàng, vàng hết. Lú lên vàng hết. À là có sân thơ hen rồi trời. Trời ơi, đây nè. Trời ơi. Mưa này là ok. Trời ơi. Hàng ngàn luôn. Quá trời luôn ơi, đây nè. Quá sức luôn mọi người ơi, nhiều lắm, nhiều lắm. Ừ. Trời ơi, trong kia vàng hết trơn rồi. Ôi, đó vàng hết. Nhưng mà đều nhỏ quá. Quay, đừng có vô, đừng có vô. Vô, vô mình đạp và mình không thấy nó nhỏ quá, thôi đi. Trời ơi. Đây nữa. Cái gì tùm lum trơn vậy nè. Nấm này nấu lẩu ăn là vô rồi. Đổ. Sao nó không có nằm sâu dưới đất ta. Ôi, nó nữa nó ăn hết rồi ba. Ba lại ba dứt nó ra đi. Đi rồi ra, bẻ gốc luôn ba ơi. Ôi, bỏ gốc xa vậy. Gốc nó được mà. Con tươi mà ba. Già thôi bỏ đi. Không có già. Nè, cái này nó làm gì nó tan nát đời không, qua. Không, vậy, ghê quá. Một lưới thưa thôi. À, chỗ này trống nè nghe ba. Này trống như nói đây nè, có ánh sáng mặt trời nè. Từ từ. Ai cũng nói sao công mon sợ. Trời coi nó đội lá nè. Mà không phải nha. Cái nấm gì mà trắng tươi ba? Con tưởng nó không à? Cái gì? Nè. Không phải vậy. Không phải. Không phải hả? Không phải. Không phải. Bỏ. Nguy hiểm lắm, nấm mà ăn tầm bậy em bạ là chết, chết như chơi á. Độc khủng á. Tiếu thiệt chứ. Giống hoa đào quá ha. Coi nấm này, nó mọc xếp. Nó mọc ở trên cái cành cây khô vậy nè. Hay thiệt chứ. Ôi quá trời mọi người. À nó cắt nhánh cái nó mọc lên hả bà. Cây nhỏ nhỏ giờ mọc lên quá chừng luôn mọi người. Ồ đúng rồi, là rừng hạt dẻ thì nhập hoài không hết nữa nè. Mình đi chỉ có một chút xíu cái gốc này thôi nha. Bao la luôn. Trời gốc hạt dẻ này bự dễ sợ ha. Đây nè. Quá trời bự luôn.
Trời ơi, vô lụm có chút xíu vậy à. Đi con chút xíu mà được vỏ hột dẻ luôn, quá trời luôn. Có hột hư nè, bỏ ra. Ồ, nhiều ghê mà. Ở đây được mấy cái tay nấm nè, tay nấm búp. Tay nấm búp này giống nấm mối quá ha mọi người. Mọi người thấy nấm giống nấm mối không? Bữa nào cũng rảnh là chạy vô chút xíu nha mọi người. Hôm nay mình xin tạm dừng video ở đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào tạm biệt.